tôi sẽ hướng dẫn các bạn chơi bài Yêu Em Dài Nâu trên đàn VKK 3500, một cái đàn có âm thanh rất là hay. Đây, công suất loa cực kỳ lớn, mình có thể để chơi sinh nhật, chơi gia đình thoải mái các bạn nhá. Nếu mà chơi tiệc cưới mà mình chơi theo kiểu gia đình hay là có sự chuẩn bị trước thì mình hoàn toàn có thể dùng cây đàn này được. Trước tiên là mình chọn về điệu. Đây, nó cây đàn này sẽ trang bị 140 các điệu khác nhau. Thì mình sẽ chọn điệu cha cha cha. Đây là bấm vào cái theme này. Sau đó bấm số. Đây cha 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 là nó thuộc 095. Đây, như chúng tôi đã chọn sẵn rồi thì mình bấm vào số cái theme này. Sau đó mình bấm 095. Đấy, nó sẽ điệu ra điệu cha cha cha. Và mình chọn tốc độ ở số tốc độ là tốc độ 140. Đây cái tempo đây, tempo này mình điều chỉnh tốc độ này, mình cứ bấm lên xuống thì nó sẽ chạy như cho mình như này. Mình sẽ chọn vào số 140 nhá. 140. Rồi. Sau đấy là chọn tiếng. Tiếng thì chúng tôi đã chọn sẵn 167. Đây tiếng thì có rất nhiều tiếng, 300 các tiếng khác nhau, các bạn có thể chọn tùy chọn. Mình bấm trên đây là tông, sau đó là mình bấm 167 thì nó sẽ là cái tiếng này. Và chúng ta sẽ bấm start stop để bắt đầu chơi. Rồi, xin lỗi là điện nó hơi chập chờn tí, chúng tôi sẽ cắm lại để chơi. Các bạn cứ chơi theo hướng dẫn đấy là được thôi nha.